xin chào các bạn tôi là nguyễn hoàng tuấn kiện tướng quốc gia cờ vua sóng gió sắp nổi lên trên đấu trường cờ vua thế giới vua cờ đinh lập nhân liệu có thể bảo vệ thành công ngai vàng của mình trước sự thách thức của thần đồng cờ vua gusket hay không chỉ còn vài ngày nữa thôi trận chung kết cờ vua thế giới sẽ diễn ra tại singapore cả hai kỳ thủ đều đang trong quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng rèn luyện những tuyệt chiêu lợi hại nhất theo các bạn thì ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng để có cái nhìn sâu sắc hơn về phong độ hiện tại của kẻ thách đấu. Chúng ta hãy cùng phân tích trận đấu gần đây giữa Husket và đại kiện tướng David Gorodetsky tại giải cờ vua các câu lạc bộ châu Âu mở rộng 2024 nhé. Đối đầu với nhà vô địch candidate đang đạt phong độ cao và được dự đoán là sẽ trở thành vua cờ mới của thế giới. Đại kiện tướng David Gorodetsky tung tuyệt chiêu C4 để khởi đầu ván cờ. Busquets nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt E5 triển khai lối chơi khai cuộc Anh để đối phó trắng đẩy tốt G3 đúc lô cốt cho tượng lên G2 để kiểm soát đường chéo chiến lược H1 A8 đen đẩy tốt D6 trắng theo kế hoạch đưa tượng lên G2 chỉ hỏa lực về phía cánh hậu đen mạnh mẽ dâng tốt F5 chiếm lĩnh nửa bên phải trung tâm trắng triển khai mã lên C3 đưa quân xuất trận kiểm soát trung tâm Đen phát triển mạ cánh hậu lên F6 Trắng đẩy tốt E3 Đen đưa tượng lên E7 Chuẩn bị nhập thành Trắng phát triển mạ cánh vua lên E2 Đen theo kế hoạch nhập thành Đưa vua vào vùng an toàn Chuẩn bị cho các trận đánh lớn Trắng cũng không dám để vua ở giữa bàn cờ lâu Đến nhập thành Sẵn sàng nganh chiến Đen đẩy tốt C6 Hạn chế sức mạnh của tượng trắng trên đường chéo lớn Trắng đẩy tốt D3 tiếp tục củng cố thế trận đen triển khai tượng lên e6 chuẩn bị dâng tốt d5 đánh chiếm trung tâm không để cho đen nắm được thế chủ động trên chiến trường trắng ngơ ngổ dâng tốt f4 phản kích vào trung tâm đen phát triển mã cánh hậu lên d7 huy động quân cánh hậu xuất trận thấy đen không chịu ra tay trước trắng liền đẩy tốt b3 với đồ sẽ bố trị tượng lên b2 hoặc là a3 Đen qua xe C8, triển khai xe tham chiến trên cột C, trắng tiến hậu lên D2, đen để tốt A6, chuẩn bị dâng tốt B5, tiến đánh cánh hậu. Trắng di chuyển tượng lên B2, chĩa về phía trung tâm để gia tăng áp lực lên tốt E5. Đen theo kế hoạch dâng tốt B5, mở cuộc phản kích ở bên cánh hậu. Trắng vào vuông H1, tránh khỏi đường chéo A7G1 để phòng có biến có vẻ như cuộc đột phích cánh hậu chỉ là nghi binh mặt trận chính của đen lại là bên cánh vua khi đen đã lắc hậu qua e8 chuẩn bị đưa quân chủ lực tiến sang mặt trận cánh vua để tấn công trắng lùi mã về d1 mở đường cho tượng phía sau gia tăng áp lực lên tốt trung tâm e5 đen lùi tượng về d8 tìm cách bố trí lại vị trí tích cực hơn cho quân tượng đó có thể là đường chéo a7 g1 Thấy tượng đen rời khỏi vị trí phòng thủ Trắng lập tức phi tượng lên A3 Tấn công vào con tốt ở D6 Đen đẩy tốt C5 Bịt đường tấn công của tượng Đồng thời tạo thành một gọng kìm tốt C5 E5 Phong tỏa trung tâm E4 Không làm ăn được gì Trắng lại lùi tượng về B2 Tiếp tục chĩa về phía trung tâm Đen di chuyển tượng lên C7 Củng cố thế trận ở trung tâm không chịu nổi sự căng thẳng khi mà các tốt nhìn nhau quá lâu. Trắng chủ động ăn tốt sang B5 khai chiến. Đen ăn tốt lên B5. Trắng mạnh mẽ dâng tốt E4 phản công vào trung tâm. Đen ăn tốt sang E4. Trắng ăn tốt lên E4. Chớp cơ hội cánh hậu của trắng khá là lòng lẻo. Đen thúc tốt tràn sang C4. Đột phá vào cứ điểm B3. Đồng thời giải phóng ô cho mã lên chiếm đóng cứ điểm C5. Trắng tiến tốt sang F5 Tấn công tượng Đen chạy tượng về F7 Tiếp tục duy trì sức ép lên con tốt ở B3 Cho rằng nếu để mã đen lên C5 Thì sẽ rất là nguy hiểm Trắng bèn đẩy tốt B4 Phong tỏa OC5 Thấy trắng đã có sự đề phòng Đen chuyển hướng nhảy mã lên B6 Với đồ sẽ vòng lên A4 Để tấn công tượng Thấy vậy Trắng cấp tốc đưa mã lên C3 Chặn đầu mã đen Đen phi hậu lên C6. Trắng tiếp tục di chuyển mã lên E3 để tạo thế lăm le nhảy vào chiếm lĩnh trung tâm D5. Đen nhảy mã A4 tấn công tượng. Không muốn lằng nhằng, trắng liền choảng luôn mã vào tốt A4. Đen ăn tốt lên A4. Trắng nhảy mã vào D5 chiếm đóng trung tâm. Đe dọa sẽ nhảy mã E7 chiếu bắt hậu. Không chậm trễ, đen ăn tượng vào D5 tiêu diệt quân mã trung tâm nguy hiểm của đối thủ. Trắng ăn tốt lên D5 bắt hậu Đen chạy hậu về D7 né đòn Trắng đẩy tốt A3 Củng cố vững chắc thế trận tốt cánh hậu Đen phi tượng lên B6 Khống chế đường chéo A7 G1 Trắng đẩy tốt H3 Bảo vệ OG4 Để đề phòng mã đen xâm nhập Phối hợp cùng tượng tấn công Tuy nhiên thì nước đi này lại khiến cho con tốt G3 của trắng bị suy yếu và đen lập tức nhảy mã h 5 để tấn công vào con tốt này đe dọa sẽ chiếu bắt xe trường hợp mà trắng phi hậu lên g 5 bảo vệ tốt mà đuổi mã thì đen sẽ ăn xe vào tốt f 5 trắng ăn xe lên f 5 thì đen sẽ phí hậu vào xe f 5 trắng ăn hậu sang f 5 thì đen sẽ ăn mã vào g 3 chiếu bắt hậu Trắng chạy vua lên H2 thì đen sẽ ăn mã vì F5 và đen sẽ giành ưu thế áp đảo khi hơn trắng hai con tốt trong cờ tàn. Trở lại với diễn biến bán cờ. Biết không thể bảo vệ đồng thời cả hai con tốt. Trắng nghiến răng lên vua H2 thì bảo vệ tốt G3. Ngay lập tức đen ăn xe lên F5 mồm kêu. Mình xin. Nếu mà trắng ăn xe vào F5 thì đen sẽ ăn hậu lên F5 Trắng để tốt G4 Tấn công đôi hậu và mã Thì đen sẽ phi hậu lên F4 chiếu ép trắng phải đổi hậu Trắng ăn hậu và F4 Thì đen sẽ ăn mã lên F4 Và đen sẽ chiếm ưu thế Khi hơn trắng một con tốt Đồng thời mã đen lại chiếm đóng cứ điểm F4 Cực kỳ nguy hiểm Trở lại ván cờ thực chiến Biết không thể thực hiện đòn tấn công đôi Trắng mèn phi tượng lên E4 đuổi xe Hóng chiếm lĩnh cột mở F. Nên chạy xe về F6 tránh đòn Âm thầm răng ra một cái bẫy Theo chúng tôi thì ở đây Chẳng nên đưa hậu qua E2 Vừa đuổi mã lại vừa bảo vệ xe E1 Để chuẩn bị giành lại cuộc mở ép Tuy nhiên thì trắng lại tưởng ngon Nên đã ăn hậu lên G5 bắt mã Chắc bẩm quả này sẽ chén được em mã Thơm phức Nếu mà đen ăn xe vào F1 để lấy chỗ cho mã chạy về thì trắng sẽ ăn xe sang F1. Đen để tốt G6 bảo vệ mã thì trắng sẽ phi tượng lên F5. Tung ra đòn xiên để tấn công hậu và đen sẽ bị mất xe. Còn bữa đen không đẩy tốt G6 mà lại lùi hậu về E8 bảo vệ mã thì trắng vẫn sẽ phi tượng lên F5 tấn công xe. Đen chạy xe sang B8 thì trắng sẽ phi tượng và E6 chiếu Đen chạy vua vào h8 tránh đòn thì trắng sẽ thọc xe xuống f7 chia cắt hậu mã và tạo ra một thế trận tấn công cực mạnh. Đen đẩy tốt g6 cố gắng bảo vệ mã thì trắng sẽ phế luôn con tượng vào tốt e5 chiếu. Đen ăn tốt lên e5 thì trắng sẽ ăn hậu sang e5 chiếu. Đen chạy vua sang g8 thì trắng sẽ lắc xe sang g7 chiếu. Đen chạy vua sang f8 thì trắng sẽ thọc xe xuống g8 chiếu. Đen chạy vua lên E7 Thì trắng sẽ đẩy tốt D6 chiếu Đen chạy vua về D8 Thì trắng sẽ qua hậu G5 Chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của đen Tuy nhiên thì Gusket Quả nhiên là không phải tầm thường Anh được giới chuyên môn đánh giá cao Và nhiều khả năng sẽ là người đánh bại Đinh Lập Nhân Để trở thành vua cờ mới Nên mấy cái đòn tấn công này Không thể qua mắt được cậu bé 18 tuổi Ngay lập tức Đen qua xe F8 trồng xe để chiếm lĩnh cột mở F Buộc trắng phải đổi xe vào F6 Nên ăn mã về F6 Tránh khỏi tầm ngắm của hậu trắng để Vừa tấn công tượng Trắng chạy tượng lên F5 đuổi hậu Đen phi hậu lên B5 bắt tốt Trắng cấp tốc lùi hậu về D2 Bảo vệ tốt trung tâm D5 Và phòng thủ hàng ngang số 2 Đen bất ngờ nhảy mã về E4 đút thẳng quân mã vào mồm tượng trắng đầy vẻ khiêu khích. Giật mình với nước cờ táo bạo này của Gusket. Xong nếu suy nghĩ kỹ thì đây lại là một nước cờ rất là cao của nhà vô địch Candidate. Trường hợp mà trắng chạy hậu sang C2 thì đen sẽ ăn xe lên F5. Trắng ăn hậu lên E4 thì đen sẽ lao xe xuống F2 chiếu bắt tượng. Trắng chạy vua về H1 thì đen sẽ ăn xe sang B2 và đen sẽ lời một con tượng Do đó mà trắng đã mạo hiểm ăn tượng vào mã E4 Chấp nhận lời thách thức của đối thủ Không chậm trễ Đen lao xe xuống F2 Tung đòn chiếu bắt hậu Cực chẳng đã Trắng phải ăn hậu sang F2 Ngay lập tức Đen ăn tượng xuống F2 Làm thịt em hậu Thơm phức Theo bản năng Trắng qua sẽ F1 tấn công tượng Đến đây thì với bản năng sát thủ Của một vị vua cờ tương lai Busquets lạnh lùng lùi tượng về D4 Gạ trắng đổi tượng Đồng thời đe dọa sẽ đẩy tốt xuống C2 Để tung ra đòn tấn công mở bắt xe Biết không còn khả năng chống đỡ nữa Đại kiện tướng David Gorodetsky đành phải dừng đồng hồ chịu thua Để tránh khỏi một cái kết sắp mặt Trường hợp mà trắng cố gắng chống cự Thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau Các bạn hãy để lại một like để động viên dạy chơi cờ vua và ai chưa đăng ký kênh hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp hình cái chuông để khi dạy chơi cờ vua ra video mới bạn sẽ là người nhận được thông báo xem sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.